Dự thảo phương án thi năm 2017 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đã thu hút quan tâm của hàng triệu học sinh và giáo viên. Và một trong những nội dung quan trọng trong thay đổi lần này là môn toán sẽ được thi bằng hình thức trắc nghiệm. Ngay lập tức đã có rất nhiều ý kiến về vấn đề này. Một tiết học toán của cô và trò lớp 12 trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông Hà Nội. Chỉ còn hơn 10 tháng nữa là các em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm học phổ thông. Và kết quả đó sẽ được các trường làm cơ sở xét vào đại học cao đẳng. Do vậy, việc chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức là điều rất quan trọng. Thế nhưng sau khi nghe tin thi Trung học phổ thông năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến môn toán sẽ được thi trắc nghiệm, khiến không ít học sinh băn khoăn lo lắng. Em nghĩ là không nên thay đổi gì ạ. Môn toán ấy, từ trước đến giờ thì nó cũng chỉ có theo hai phương châm thôi, đó là tư duy với cả tính tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng mà với cách đổi kiểu mới này thì nó lại thiên về tư duy với cả tốc độ, nhưng mà nó không đầu tư gì đến tính cẩn thận. Có những trường hợp là cái cách giải đấy là sai, mặc dù đặt số đúng, nên là không kiểm tra được các cái khâu ở bên trong, nên là để đánh giá về mặt diễn đạt hoặc là hiểu một cách chính xác thì thi trắc nghiệm cũng cái vấn đề đó là cho ta khó để biết được chính xác. Nhiều ý kiến cho rằng toán là môn học nền tảng của khoa học tự nhiên liên quan đến các môn học vật lý, hóa học. Học theo phương pháp tự luận sẽ rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy, tính toán và lập luận rất chặt chẽ. Do vậy, nếu thi toán bằng hình thức thi trắc nghiệm, đồng nghĩa với việc các thầy cô giáo sẽ phải thay đổi phương pháp dạy để tiếp cận hơn với các thi. Bây giờ mà tự dưng chuyển sang thi trắc nghiệm như thế này thì cũng khó khăn cho các thầy. Bây giờ các thầy lại phải làm lại cái hệ thống câu hỏi trên cơ sở cái đề thi của Đại học Quốc gia chẳng hạn, thì lại phải soạn lại. Bởi vì những cái mà nó trên mạng thì có thể nó theo cũ, thì bây giờ lại phải trên cơ sở cái đề thi của Đại học Quốc gia thì các thầy lại phải soạn lại. Cho nên nó phải mất một cái thời gian rất lâu. Trong cái đó thì cái tự luận nó tồn tại bao nhiêu năm nay rồi. Thế cho nên đấy cũng là một cái khó cho các thầy cô giáo cũng như là học sinh ở các trường. Liên quan đến vấn đề này, ngày 12 tháng 9, Hội Toán học Việt Nam đã có kiến nghị bằng văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phản đối thi trắc nghiệm môn toán kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Theo đại diện của hội thì phương án thi trắc nghiệm môn toán không phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Tổ chức thi trắc nghiệm sẽ khiến cho việc học tập môn toán tại các trường trung học phổ thông trở nên lệch lạc, học đối phó với dạng bài tập trắc nghiệm, bỏ qua các giai đoạn tư duy. Thì cần phải được thảo luận kỹ với các nhà khoa học và các giáo viên thông qua một hội thảo toàn quốc về vấn đề này, lấy ý kiến rộng rãi và xây dựng lộ trình cụ thể để giáo viên và học sinh có thời gian chuẩn bị. Trung đến nhà Thành và vào nhà anh Nguyễn Hữu Liêm, lấy một cái cuốc đứng trước cửa nhà Thành chửi bới. Lúc này anh Liêm đang nằm ở trong sân, thấy sự việc, anh liền ra can ngăn và bị Trung cầm cuốc bổ một nhát trúng vào sườn trái của anh Liêm, làm anh Liêm gục tại chỗ.